Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách thay đổi tên miền trong cPanel của hosting bạn đang sử dụng. Thì phụ thuộc vào nhà cung cấp hosting có cho phép chúng ta thay đổi tên miền chính trong cPanel hay không thì chúng ta mới có thể thay đổi. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi tên miền chính trong cPanel của Starbuck, đúng không ạ? Thì có một số bạn không sử dụng cái tên miền mà lúc đầu đăng ký với Starbuck nữa và muốn chuyển sang một cái tên miền mới. Hoặc là có một số bạn khi mà đăng ký hosting, đúng không ạ? Ví dụ như cái gói bắt đầu này, các bạn chưa mua tên miền, tuy nhiên các bạn phải click vào đây. Đó, click vào đây một cái tên miền mà các bạn chưa mua thì chắc chắn là rằng là với cái gói này bạn không thể nào thiết lập được cái website với cái tên miền đấy, đúng không ạ? Nếu như các bạn mua tên miền của Starbuck thì nó này dễ rồi. Tuy nhiên nếu như bạn chưa mua tên miền, bạn nhập vào đây thì làm thế nào để thay đổi đây? Thì xin mời bạn xem cái video này. Thì để có thể thay đổi được cái tên miền trong cPanel của Starbuck thì bạn phải mua cái tên miền đó đã, đúng không ạ? Mua tên miền và phải có tài khoản quản trị cái tên miền đó thì chúng ta mới có thể tiến hành thay đổi và sử dụng cái tên miền đấy để thiết lập website được. Rồi, ok, tiếp theo thì tôi sẽ truy cập vào cái tài khoản quản trị hosting. Thì ở đây sẽ có hai khu vực là đăng nhập với cPanel và cái trang khách hàng, đúng không ạ? Thì tôi sẽ sử dụng một cái tài khoản của một người bạn của tôi để demo cho các bạn. Rồi, tôi nhập email và tiến hành nhập password. Rồi, ấn enter. Rồi, chúng ta sẽ chui được vào hosting đó. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn sẽ click vào view all, đúng không ạ? Click vào view all. Rồi, click vào cái gói hosting mà chúng ta đang sử dụng đây. Rồi, tiếp theo ở bên trái này sẽ có cái dòng là change domain name, là thay đổi domain, thì các bạn click vào. Rồi, domain cũ là duanhoang.net, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái domain mới vào và tiến hành click trên domain. Và chúng ta chờ một chút, đúng không ạ? Chờ một chút. Ok, như vậy là chúng ta đã thay đổi thành công rồi nha các bạn. Đó. Your domain name change was successful. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại trang chủ này. Đó, như vậy là chúng ta đã thay đổi cái domain tên miền chính thành công rồi. Đó, cái việc của các bạn tiếp theo là chọn tên miền về hosting để chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Chúng ta cài đặt trên cái tên miền này. Cái gói này gói cơ bản nên thành ra là chúng ta không add đơn thêm những cái tên miền khác được, mà chúng ta phải cài đặt trên cái tên miền này, đúng không ạ? Nếu như bạn chưa biết cách chọn tên miền về hosting thì bạn có thể lên YouTube và tìm kiếm cái video hướng dẫn chọn tên miền về hosting của tôi để các bạn theo dõi, đúng không ạ? Đây, các bạn nhập là chọn tên miền về hosting Đào Xuân Nhất. Đây, để các bạn có thể biết cách được chọn tên miền như thế nào, về hosting như thế nào, các bạn. Về cơ bản nó sẽ giống nhau, các bạn hiểu được cái nguyên lý thôi. Nhà cung cấp tên miền nào các bạn cũng có thể chọn được hết, các bạn. Thì các bạn đón xem cái video này và thì các bạn có thể tìm kiếm cái video này và xem. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn xong cái cách thay đổi tên miền trong cPanel của Starbuck rồi. Ok, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy giúp tôi like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và hãy giúp tôi đăng ký kênh, nhấn nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi.